chào tất cả các em đã đến với kênh đồ chơi của chị Trâm Anh. Hôm nay chị Trâm Anh sẽ mở hộp đồ chơi búp bê Ever After High. Và đây là búp bê công chúa Applewhite trong trang phục Legacy Day. Đây là mặt trước của hộp đồ chơi. Ở đây có ghi chữ Ever After High. Đây là mặt sau của hộp đồ chơi, có hình của công chúa Applewhite và chữ Legacy Day. Ở đây có hình của các búp bê khác mà chúng ta có thể sưu tập. Ở bì hộp cũng có ghi Applewhite, Daughter of Snow White. Cô bé Applewhite là con gái của công chúa Bạch Tuyết. Rồi bây giờ chị sẽ mở hộp. Wow, đẹp quá các em. Đây, ở đây có ghi chữ Legacy Day. Đây là một quyển tập và cũng là một hộp đựng nữ trang, có thể dùng thành một hộp đựng nữ trang. Ở đây có ghi chữ Ever After High. Quyển tập sách này có màu vàng. Đây, hộp có thể mở được và chúng ta có thể bỏ nữ trang vào hoặc là đồ phụ kiện của búp bê. Rất dễ thương. Đây là cái lược cho búp bê, có ký hiệu logo của Ever After High, có hình dạng của một chìa khóa bằng vàng, rất dễ thương. Đây là túi xách tay của Applewhite. Túi xách tay có màu trắng, màu vàng và màu đỏ. Có một cái nơ màu đỏ rất đẹp và có hình của một trái táo đỏ. Đây là mặt trước. Đây là mặt sau. Rất đẹp. Rất phù hợp với trang phục của Applewhite. Ở đây có một chìa khóa bằng vàng rất là nhỏ, rất là dễ thương. Cái này chúng ta không cẩn thận thì rất dễ làm mất lắm các em. Chơi cái này phải rất cẩn thận. Chìa khóa rất dễ thương.
Đây là mặt trong của hộp đồ chơi. Rất đẹp. Và đây là công chúa Applewhite trong trang phục Legacy Day. Applewhite có trang điểm mặt, son môi màu đỏ đậm và có trang điểm đôi mắt màu hồng nhạt. Cô bé có đôi mắt màu xanh rất là đẹp. Cô bé có mái tóc màu vàng rất là đẹp. Mái tóc dài màu vàng ha. Được cột lại ở phía sau. Hơi quăng một chút. Đẹp tuyệt vời. Trên đầu của Applewhite có đội một vương miện màu vàng. Và vương miện có được trang trí bằng những chuỗi ngọc trai màu trắng. Và có màu đỏ, ngọc trai màu đỏ và ngọc trai màu trắng các em. Bông tai của Applewhite có màu vàng và màu đỏ. Rất là đẹp. Bông tai phía bên này. Cô bé có đeo dây chuyền. Những hạt trai màu trắng và có nơ màu đỏ. Ở đây có một cái dây nữa các em. Ở trong này cũng có thêm một dây chuyền màu vàng và màu đỏ. Dây chuyền màu vàng và có kim cương màu đỏ các em. Tay của cô bé có đeo vòng bằng vàng, màu vàng và một cái nhẫn màu đỏ. Đây là trái táo các em. Nhẫn của cô bé là một trái táo đỏ. Rất là đẹp. Tay bên này có một vòng bằng những ngọc trai. Có thể xoay được, rất dễ thương. Áo đầm của cô bé có 3 màu chính là màu trắng, màu vàng và màu đỏ. Phía bên trên là bó sát. Màu trắng là chính, rồi có màu đỏ và màu vàng. Ở dưới này có một lớp ren màu vàng rất là đẹp. Phía dưới của áo đầm có hai lớp các em. Lớp bên trong màu đỏ. Và lớp bên ngoài màu đen có kim tuyến lấp lánh màu vàng. Áo đầm phía trước thì ngắn và phía sau thì dài ha. Đây là mặt sau của áo đầm dạ hội của Applewhite. Rất là đẹp. Và đây là áo khoác. Áo khoác có màu trắng, màu vàng và màu đỏ. Đây là chi tiết màu đỏ. Rất là đẹp. Rất phù hợp cho một công chúa. Đây là búp bê có khớp các em. Búp bê có khớp tay, khớp cổ tay và khớp chân. Đây khớp chân. Và đây là chi tiết của đôi giày của cô bé. Cô bé đi giày cao gót màu trắng
có trang trí màu vàng và có nơ màu đỏ. Đôi giày rất là quyến rũ, xinh đẹp. Rất là đẹp phải không các em? Trong hộp đồ chơi này cũng có một đồ cho búp bê đứng, có màu trong suốt bên trên và màu vàng ở phía dưới, cái đế màu vàng có ký hiệu, nhãn hiệu của Ever After 2. Rồi bây giờ chị sẽ cho búp bê vào đồ đứng. Các em có thích búp bê này không? Cảm ơn các em đã xem kênh đồ chơi của chị Trâm Anh. Các em hãy nhớ đăng ký miễn phí và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chào tạm biệt các em.